Thế thì bạn sẽ xác định trên cái đường marginal, đúng không? Mình có đường là marginal cost này, đúng không? Đây, đúng không? Mình có đường cầu này, đúng không? Có đường marginal revenue này. Thế đồ hình ở trong NS rồi ạ, không phải vẽ đâu. Nhìn ở trong NS thôi nhé. Thì mình sẽ có được marginal. Marginal revenue à, từ marginal revenue cắt từ marginal cost ở đâu? Thì nó sẽ là cái điểm là maximum profit. Profit ở đây sẽ là cái gì? Dây dòng lên cái đường cầu này, đúng không? Đường này dòng lên đường tổng chi phí. Và lấy giá trừ đi chi phí, và nhân với cả quy thì nó sẽ ra profit. Và mình cũng sẽ phải xác định cái điểm nào mà cái profit này nó bằng không. Cái điểm nào mà cái profit này nó bằng không, chúng ta gọi là điểm hòa vốn này, điểm hòa vốn break even point, total revenue bằng total cost. Mình sẽ có đây nha, đúng không? Total cost thì mình sẽ có total fixed cost, đúng không? Total fixed cost cộng với cả total variable cost. Variable cost nó biến động theo cái quy, mình sẽ có variable cost nên là quy. À, vậy mình sẽ có cái quy break even này là gì ạ? Total fixed cost chia cho B trừ BC. B trừ BC thỉnh thoảng có thể sử dụng các ngữ là contribution margin. Ứng viện có gì? Giá trị miễn phí. Thế thì mình sẽ có cái cách tính liên quan đến break-even point. Và biểu diễn trên đồ thị thì mình sẽ có cái đồ thị trong MS nhé. Trong trường hợp perfect competition này, perfect competition thì perfect competition này thì mình sẽ có học cái phần liên quan đến perfect competition, tức là một cái loại thị trường đó, chính cạnh tranh hoàn hảo. Trong thị trường đấy thì cái đường giá nó sẽ được đằng ngang, đường giá đường cầu nó đằng ngang, thì mình sẽ có cái đường price chúng ta được MR. Thì sẽ có cái về cơ bản thì yếu tố cơ bản vẫn là break even tại cái điểm TC bằng TR, đúng không? Và mình sẽ có hai mức cost là total variable cost và total cost. Thế thì nếu mà cái nằm trong cái khoảng từ nhỏ hơn total cost và lớn hơn total variable cost thì ở cái chỗ này, nếu mà total revenue của mình ở chỗ này thì người ta khuyên các bạn là để tiếp tục hoạt động trong ngắn hạn, tức là gì, để trong may trong trường hợp ngắn hạn là thị trường nó xuống, thị trường nó kém
thì mình duy trì thôi, từ duy trì vẫn cái số tiền đó nhưng vẫn đủ cover được cái chi phí biến đổi. Thế còn mình cố gắng tối thiểu hóa chi phí cố định, tối thiểu hóa là chi phí cố định. Xin ngân hàng giảm lãi suất này, rồi là bây giờ còn đàm phán với cả chủ nhà thuê cháu làm ăn kém, đặt tiền thuê cho cháu, giảm tối đa chi phí cố định để tồn tại trong ngắn hạn. Còn nếu mà trong dài hạn mà revenue của bạn vẫn không đạt được, vẫn nằm trong cái mức này thì bạn nên gọi là phá sản, exit the market. Thế còn nếu mà total revenue bây giờ của bạn đã dưới mức này rồi thì thôi, làm gì? Bạn phân tích một số cái doanh nghiệp trên thị trường quá thì nhiều doanh nghiệp nó để mức total revenue ở dưới mức này, dưới mức total revenue cost, nhưng mà nó sẽ cố tình nó bốc lên thôi để thấy cái báo cáo tài chính nó đẹp đẽ. Thì phân tích một số cái doanh nghiệp như thế thì khả năng là nó sẽ phá sản sớm thôi.